ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID chính thức ra mắt ngày 16 tháng 11 năm 2020. VSSID là một nỗ lực đáng khích lệ của ngành bảo hiểm nhằm minh bạch các thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như giảm bớt giấy tờ, thủ tục. Ứng dụng VSSID đã được cung cấp trên hai kho ứng dụng App Store đối với hệ điều hành iOS và Google Play hoặc CH Play đối với hệ điều hành Android. Theo số liệu của NDUP, trang web chuyên phân tích ứng dụng di động và thông tin thị trường trên toàn cầu cho biết, VSSID là một trong những ứng dụng được cài đặt nhiều nhất trong vài tháng qua tại Việt Nam. Thưa quý vị, từ khi ra mắt đến nay, ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID đã phát huy được tính tiện ích và hiệu quả, giúp cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng và nhanh chóng. Còn về phía cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị quản lý người lao động hay doanh nghiệp, bước đầu ghi nhận thuận lợi hơn rất nhiều trong việc quản lý cũng như thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động. Ngày 16 tháng 3, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID cho 200 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Mason Textile Việt Nam ở thị trấn Ngãi Dao, huyện Châu Đức. Sau hội nghị này, công ty tiếp tục vận động tuyên truyền và cử một cán bộ phụ trách công nghệ thông tin trực tiếp hướng dẫn cho công nhân, người lao động chưa cài đặt được tiếp cận và cài đặt ứng dụng này. Đến nay, toàn công ty đã có 800 công nhân, người lao động cài đặt ứng dụng VSSID. Hiện công ty vẫn đang trong quá trình đẩy mạnh tuyên truyền để đạt được 100% người lao động cài đặt ứng dụng này. Sau khi mà cài đặt cái phần mềm này á, thì có một cái điều lạ là cái việc mà giải đáp những cái thắc mắc liên quan đến cái chế độ bảo hiểm cho người lao động cũng gần như là giảm bớt. Chắc tương lai có thể là không phải giải đáp nữa. Đấy, thì họ cũng thấy tiện lợi, họ cũng có được những cái hân hoan phấn khởi, vì thứ nhất là công ty cài đặt cái này, người lao động sẽ cảm thấy là họ được công khai, được minh bạch. Công ty cũng thể hiện được cái sự minh bạch công khai các cái chế độ chính sách với người lao động. Đã. Người lao động thì cái tiện ích, họ cảm nhận được cái tiện ích, họ tiếp nhận được cái tiện ích. Vì vậy cho nên là mình nghĩ là cái phần mềm này mang lại cái giá trị kép cho doanh nghiệp. Một là người lao động yên tâm, hai là tiện dụng cho người lao động, mà thêm một cái nữa là doanh nghiệp cũng thỏa mãn. Đấy, doanh nghiệp cũng giải phóng được những cái chi phí về cái việc hướng dẫn cho người lao động khi mà họ thắc mắc những cái vấn đề liên quan đến cái chế độ bảo hiểm của họ. Ứng dụng VSSID là nó nhẹ, dễ cài đặt và giúp cho người lao động theo dõi được cái quá trình tham gia bảo hiểm của mình và những thông tin về bảo hiểm y tế và những cái thông tin mà mình đã được hưởng trước đó mình vẫn xem được và theo dõi được doanh nghiệp đóng bảo hiểm cho người lao động là như thế nào, rất tiện dụng cho người lao động. Nó tất cả đều minh bạch và người lao động có thể theo dõi tất cả những cái quá trình tham gia của mình. Tương tự, tại Ủy ban Nhân dân phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, sau buổi tuyên truyền, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh, nhiều cán bộ công nhân viên đang công tác tại đây đã cài đặt ứng dụng VSSID và nhận thấy rất tiện ích. Thì tôi thấy là sử dụng cái này thì mình biết được cả những cái thời gian tham gia, rồi cái mức độ tham gia, cũng như là biết rõ được cái quá trình tham gia bảo hiểm của mình, kể cả bảo hiểm về y tế cũng như bảo hiểm về xã hội. Nó giúp cho mình biết được tất cả mọi thông tin. Cái chương trình VSSID này là rất là tiện ích để chúng ta có thể tham gia được, biết được cái quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của mình. Và khi mà các thông tin về mình, khi mình khám bệnh đó, của thẻ bảo hiểm y tế thì sẽ được thông tin chi tiết, từng chi tiết cho mình để mình biết được cái số tiền mà mình tham gia khám chữa bệnh là bao nhiêu tiền. Và giúp cho người lao động được nắm bắt rõ về các cái chế độ chính sách của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Ứng dụng VSSID đã được cung cấp trên hai kho ứng dụng là App Store đối với hệ điều hành iOS và Google Play hoặc CH Play đối với hệ điều hành Android. Tuy nhiên, nhà cung cấp cho biết
VSSID chỉ có thể tải trên điện thoại, máy tính bảng sử dụng hệ điều hành iOS 9.0 hoặc Android 4.1 trở lên. VSSID có giao diện thân thiện dễ sử dụng, giới thiệu đầy đủ về ứng dụng, điều khoản và các điều kiện sử dụng ứng dụng. Chỉ cần có tài khoản giao dịch điện tử được đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội, người dùng có thể tra cứu trực tuyến quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, giá trị thẻ bảo hiểm y tế, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội, điểm thu, đại lý thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thông tin cá nhân đầy đủ. Người dùng đăng nhập bằng mã số bảo hiểm xã hội của mình, màn hình quản lý cá nhân đơn giản dễ dàng thao tác bằng một chạm, tra cứu quá trình đóng bảo hiểm xã hội với các thông tin chi tiết như tra cứu mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, phụ cấp lương, các khoản bổ sung, quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thông tin hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội được cập nhật chính xác. Cùng với đó, lịch sử khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng được thông tin đầy đủ trong sổ khám chữa bệnh. Thông tin hỗ trợ trực tuyến 24/7, chatbot trả lời tự động, tổng đài hỗ trợ 1900 9068, email đặt câu hỏi, tra cứu đơn vị tham gia bảo hiểm và nhiều tiện ích khác phục vụ cá nhân và doanh nghiệp. VSSID có giao diện đăng nhập đa dụng, bảo mật cao với công nghệ vân tay, nhận diện khuôn mặt, nhận OTP qua số điện thoại, đăng ký tài khoản dễ dàng, sử dụng mã bảo hiểm xã hội để đăng nhập tài khoản. Ứng dụng còn cập nhật nhanh chóng và chính xác các tin tức hoạt động ngành bảo hiểm xã hội được lấy từ cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Các thông tin liên quan chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, hướng dẫn sử dụng ứng dụng, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công, dịch vụ thanh toán trực tuyến. Qua ứng dụng VSSID, người dùng còn có thể giám sát người sử dụng lao động thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, góp phần hạn chế tình trạng nợ trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của các đơn vị, doanh nghiệp. Còn về phía cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị quản lý người lao động thuận lợi hơn rất nhiều trong việc quản lý người lao động, giảm thiểu những chi phí mâu thuẫn vốn có trước đây xuất phát từ việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động. Để VSSID được đông đảo người lao động và doanh nghiệp cài đặt sử dụng, từ đầu năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã cử cán bộ nhân viên trực tiếp đến từng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp để hướng dẫn và hỗ trợ cài đặt ứng dụng VSSID. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, tính đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố đã tổ chức 10 hội nghị hướng dẫn và hỗ trợ cài đặt ứng dụng VSSID 1.000 lượt cán bộ, công nhân viên và người lao động. Thống kê cho thấy, toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 8.772 cá nhân đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội, trong đó 5.336 trường hợp đã được phê duyệt, 3.316 trường hợp đã cài đặt ứng dụng VSSID. Trong thời gian tới thì Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng sẽ tiếp tục triển khai hướng dẫn để mà cài đặt cái ứng dụng VSSID đến cán bộ và hội viên của các hội đoàn thể, những cái tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh, và cũng triển khai đến cán bộ, giáo viên, người lao động của ngành giáo dục, học sinh, sinh viên tại các trường trung học phổ thông và đại học, và đến hướng đến cái người dân đang tham gia bảo hiểm y tế tại các xã, phường, thị trấn. Đồng thời cũng sẽ tiếp tục tập huấn cho cái đội ngũ cán bộ đầu mối làm công tác bảo hiểm xã hội tại đơn vị sử dụng lao động, bố trí thêm những cái bàn lưu động tại các bệnh viện, những cái phòng khám đa khoa để hướng dẫn người dân có thể sử dụng VSSID khi mà người dân đến khám chữa bệnh. Hiện nay trên các kho ứng dụng của VSSID, bên cạnh những phản hồi tích cực, ứng dụng cũng nhận được những đánh giá về hạn chế, như việc khai báo để đăng ký phức tạp và phải thực hiện thủ công bằng cách nộp tờ khai cho cơ quan bảo hiểm xã hội, ứng dụng chạy chậm, thiếu một số đơn vị hành chính. Theo Trung tâm Công nghệ Thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã liên tục thực hiện các đợt nâng cấp ứng dụng, bổ sung các tiện ích, nâng cao trải nghiệm người dùng ứng dụng VSSID, đồng thời tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng với mục đích mang lại ngày càng nhiều các dịch vụ tiện ích cho người dùng trên ứng dụng. Hiện Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích hợp một dịch vụ công trực tuyến đối với trường hợp chuyển địa bàn hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội dành cho cá nhân trên ứng dụng VSSID, đồng thời đã kết nối hệ thống thông báo trên ứng dụng VSSID với hệ thống gửi tin nhắn SMS mà ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện trước đây để gửi các thông điệp của ngành tới người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Người sử dụng ứng dụng sẽ được thông báo khi thẻ bảo hiểm y tế sắp hết hạn, thông báo cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sắp đến kỳ đóng tiền, thông báo cho người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi phát sinh chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, gửi các thông tin về chính sách mới. Ngoài việc hoàn thành việc tích hợp ngôn ngữ tiếng Anh trên ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang chạy thử ứng dụng phiên bản tiếng nước ngoài với các ngôn ngữ như tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Thưa quý vị, việc đưa vào áp dụng ứng dụng VSSID là bước tiến lớn của ngành bảo hiểm. Có thể nói đây là một cải cách mạnh mẽ, thiết thực, trực tiếp đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia và xây dựng chính phủ điện tử. VSSID được ra đời với mục tiêu thay thế sổ bảo hiểm xã hội giấy. Tuy nhiên, việc thay thế này chưa áp dụng ngay. Vì vậy, sổ bảo hiểm xã hội vẫn có giá trị sử dụng với mọi người lao động nhằm ghi nhận quá trình tham gia bảo hiểm của người lao động. Chương trình truyền thông chính phủ điện tử IT Today đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.